Quân đội Triều Tiên đang lên kế hoạch bắn 4 quả tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào vùng lãnh thổ Guam của Mỹ vào giữa tháng 8 này. Và kế hoạch này chỉ cần chờ lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tuyên bố này vừa được hãng thông tấn Triều Tiên đăng tải ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Mỹ cùng các quốc gia trong khu vực cũng đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng. Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KCNA, quân đội nước này cho biết đang nghiêm túc đánh giá kế hoạch cho một cuộc tấn công bao trùm nhằm vào Guam, nơi đồn trú nhiều máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Theo đó, 4 tên lửa qua sông 12 sẽ được bắn nhằm ngăn chặn lực lượng kẻ thù tại các căn cứ quân sự ở Guam và phát đi cảnh báo nghiêm trọng tới Mỹ. Trước những tuyên bố của Triều Tiên về kế hoạch tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào hòn đảo Guam, vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ vào giữa tháng này, một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sử dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Còn Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên. Quân đội của chúng tôi cảnh báo mạnh mẽ rằng nếu Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích, họ sẽ phải đối mặt với một sự đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết từ quân đội của chúng tôi, cũng như từ Liên quân Mỹ-Hàn. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm tăng cường các hệ thống phòng thủ của mình trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Suga khẳng định các lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đối phó. Hiện Nhật Bản và Mỹ đang tham vấn chặt chẽ và có thể tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng vào ngày 17 tháng 8 tới.